Thử tưởng tượng với mình, bạn có thể bắt một chuyến tàu từ Hà Nội vào Sài Gòn chỉ trong vỏn vẹn 4 tiếng mà không cần tốn 2 đến 3 triệu tiền máy bay. Nhưng sự thực rằng, nếu bạn bắt chuyến đi này bằng tàu hỏa, hiện tại sẽ mất tận 33 tiếng để đi hết 1.190 km này. Vậy mà câu chuyện này ở Trung Quốc lại không cần phải tưởng tượng, khi bạn chỉ cần đúng 4 tiếng để hoàn thành tuyến tàu từ Bắc Kinh đến Trùng Khánh với khoảng 1.153 km, tương đương với khoảng cách Hà Nội-Sài Gòn. Điều ngạc nhiên hơn nữa, vào năm 2008, hệ thống tàu cao tốc của Trung Quốc mới chỉ có đúng 2 tuyến, một tuyến tàu từ sân bay Thượng Hải đến vùng ngoại ô và một tuyến tàu từ Bắc Kinh đến Thiên Tân. Nhưng trong vỏn vẹn 15 năm, hệ thống tàu cao tốc của Trung Quốc đã phát triển đến như thế này. Trung Quốc phát triển tàu cao tốc lớn tới nỗi, đến thời điểm hiện tại, hệ thống này lớn hơn tất cả các hệ thống khác trên thế giới cộng lại và đủ để có thể đi vòng quanh xích đạo trái đất. Vậy, Trung Quốc đã làm như thế nào để có thể phát triển được hệ thống tàu cao tốc lớn và nhanh như vậy? Và liệu chúng ta có thể học hỏi được từ họ hay không? Có hai lý do chính để giải thích tại sao Trung Quốc lại có tham vọng phát triển mạng lưới tàu cao tốc nhanh đến như vậy. Thứ nhất, một hệ thống tàu cao tốc sẽ thể hiện được sức mạnh của một quốc gia, ví dụ như hệ thống Shinkansen của Nhật Bản hay hệ thống TGV của Pháp. Thứ hai, cũng là quan trọng nhất, hệ thống tàu cao tốc chính là biện pháp kích thích kinh tế, giúp Trung Quốc thoát khỏi khủng hoảng kinh tế năm 2008. Vào những năm 1990, hệ thống tàu Trung Quốc vẫn còn hết sức thô sơ, chỉ đạt vận tốc trung bình 48 km/h và họ bắt đầu lên kế hoạch để cải tổ lại hệ thống đường sắt cao tốc của mình. Nhìn nhận thấy sự thành công của hệ thống Shinkansen tại Nhật Bản, Trung Quốc đã bắt tay hợp tác và mua lại 40 chiếc tàu cao tốc của Nhật vào năm 2004. Đến năm 2007, chuyến tàu thí điểm đầu tiên của Trung Quốc nối liền từ Bắc Kinh đến Thiên Tân được khánh thành, đánh dấu bước phát triển đầu tiên của hệ thống này, cũng là lúc đưa vị thế của Trung Quốc lên bản đồ xây dựng đường sắt thế giới. Đồng thời, khi cuộc khủng hoảng 2008 diễn ra, Trung Quốc đã bắt đầu đẩy quá trình xây dựng hệ thống này. Nhờ thế mà một lượng lớn công ăn việc làm được tạo ra. Hàng triệu người lao động mất việc làm do hệ quả khủng hoảng đã bắt tay vào quá trình xây dựng hệ thống này. Chỉ tính riêng tuyến tàu Bắc Kinh-Thượng Hải đã có hơn 100.000 công nhân tham gia xây dựng. Chính hệ thống tàu cao tốc là phao cứu sinh giúp GDP của Trung Quốc vẫn có thể tăng trưởng trong khi cả thế giới đang hứng chịu khủng hoảng kinh tế. Cũng nhờ có lực lượng lao động dồi dào này mà giá thành xây dựng hệ thống của Trung Quốc cũng giảm đáng kể. Tính trung bình, để xây dựng 1 km, Trung Quốc đã tốn từ 17 triệu đến 21 triệu đô, chưa bằng một nửa con số của Hoa Kỳ. Đến năm 2022, Trung Quốc đã xây dựng được tổng cộng 42.000 km đường sắt cao tốc. Để thấy được con số này lớn như thế nào, hãy nhìn vào bảng này. Hệ thống của Trung Quốc gấp 14 lần Nhật Bản và hơn 57 lần hệ thống của Hoa Kỳ. Và tất nhiên, họ vẫn chưa dừng lại ở đó. Đến năm 2035 tới đây, Trung Quốc tuyên bố mục tiêu xây dựng được 70.000 km đường sắt cao tốc. Vậy còn Việt Nam thì sao? Liệu bao giờ chúng ta mới có thể đi tàu từ Hà Nội vào Sài Gòn chỉ vỏn vẹn có 4 tiếng? Và liệu tuyến tàu cao tốc Bắc Nam có thể đi vào thực thi theo đúng kỳ vọng hay không? Hãy chờ đón video tiếp theo của FinPass nhé!